Dạ thì hôm nay em thì hiện đang làm ở Hàn Quốc. Lab của em làm chủ yếu về chip-seq và RNA-seq bớt chứ không phải là single cell sequencing. Thì hôm nay thì em xin trình bày một xíu về cái chip-seq workflow từ cái bắt đầu từ cái experimental cho đến cái bioinformatics analysis. Thì đầu tiên thì như thầy và các anh chị đã biết thì cái trên cái complex của transcription thì nó bao gồm rất là nhiều cái protein và các cái epigenetic factor. Thì một trong những cái thành phần quan trọng đó là các cái protein mà binding lên cái DNA sequence. Sau đó thì có một số cái protein nó có những cái ảnh hưởng rất là lớn giống như là repressive hoặc là activate cái transcription correlate. Cái chip-seq workflow thì nó bắt đầu bằng là mình sẽ design Em cái zoom bự lên nguyên cái màn hình của em được không Thắng, để cho dễ nhìn nè. Em ok slide show đi, em chọn cái slide show ví dụ vậy cho nó dễ. Dạ, tại vì em xài ở bên cái này em không biết dùng. À em Em bấm không thân thuộc với cái tool này lắm. anh Em bấm tiếp bấm lên chữ F5 slide show á, em bấm lên chữ slide show á, thấy slideshow. đúng rồi, start from current À. Em không biết là nó đã ấy hay chưa, để thấy. Có kỳ quý hả? Dạ, tại vì cái này em làm ở bên Windows xong rồi em ném qua đây nên là nhiều khi chắc nó À. sẽ có một số cái Ừ. vấn đề Cái nó hay. bold boy nó có hai cái dấu chấm mà nên chọn cái dấu chấm mà có cái hình bự anh. Ở trên cái tab ba của anh đó, anh nó cái ở trên cái sky nó có cái dấu. Skype. Ấy chứ không, trên cái sky anh, trên trên cái chỗ đó xíu, không phải trên cái thằng, bên này. không 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 phải, ở cái thằng tab Thôi, ba anh, chắc là bên mình cứ tiếp tục đi tab ha. lại bên trái Ngay dưới cái RGB của em á. Ngay dưới cái RGB. Cái này. đó. À. Đó nó có một cái bự anh. À đúng rồi, ok. Hay quá, cảm ơn thông nhỏ. Dạ thì đầu tiên là mình sẽ bắt đầu thiết kế thí nghiệm. Thì thiết kế thí nghiệm thì tùy thuộc vào cái thí nghiệm của mình ở trên một cái model nào thì mình sẽ bắt đầu nghĩ đến là sẽ sử dụng là chip-seq ở trên cái protein nào. Tại vì nó có thể là cái transcription factor hoặc là có thể ở trên histone, cũng có thể là repressive signal hoặc là activate signal. Thì cái đó thì tùy thuộc vào mỗi cái thí nghiệm của mình thì mình sẽ làm những cái sẽ thiết kế ra những cái thí nghiệm khác nhau. Sau đó thì bắt đầu chuẩn bị cái sample. Chuẩn bị sample thì thông thường một cái thí nghiệm chip-seq bắt đầu giả sử như làm cell thì nó sẽ tốn công hơn, bắt đầu cái tăng cái số lượng của cell number. Còn nếu bắt đầu mà làm từ tumor thì nó sẽ là đơn giản hơn, tại vì nó cần khoảng cỡ 3 cho đến 4 ngày cho cái library preparation. Sau đó thì mình sẽ bắt đầu kiểm tra cái tín hiệu, kiểm tra cái DNA sequence của mình có tốt hay không, thì sau đó mình mới tiến hành là sequencing nó. Sau đó thì mình sẽ sử dụng các cái công cụ bioinformatics để analysis cái data của mình. Thì đầu tiên thì tùy À, thuộc vào cho tôi hỏi là ở ở đây á, cái mẫu á, thí dụ như mình muốn làm là cái number of cell nó bao nhiêu để mà đủ để làm được một cái chip seq em? dạ chip-seq thì thông thường cái số lượng của nó khá là lớn, tầm khoảng là 5 nhân 10 mũ 6. Em nghĩ tối thiểu là phải 5 x 10 mũ 6. Thông thường lab em thì sẽ control khoảng
khoảng cỡ đó cho đến 1 nhân 10 mũ 7. Có nghĩa là tầm khoảng 10 10 cái 10 cm dishes thì là tầm khoảng 4 cái đĩa 100 mm. Trong người cái sale thì nó sẽ có cái 100 pie dishes. Cái số lượng cái số lượng chắc là tầm khoảng gỡ 10 5 nhân 10 mũ 6 cho đến là 1 nhân 10 mũ 7. Ừ, có nghĩa là cỡ 5 triệu đúng không? Ít nhất là 5 triệu, 5 triệu sale. Thì ở đây mọi người lấy mẫu, coi mẫu và biết rồi đúng không? Nếu mà mình muốn làm FFP thì mỗi một cái mẫu FFP mà hoặc là mấy cái primary tissue á, mình có thể lấy được 5 triệu không mọi người? Mà lấy replicate nữa thì mình phải lấy chẳng hạn như là tính cho 10 triệu đi, mình phải lấy 20 triệu á, thì cái số mẫu của kia nó sẽ rất khó đúng không? Để mà làm mấy cái từ cái báo oxy hoặc là làm từ mấy cái FFP á, thì nó sẽ không có đủ mẫu. Bởi thường những cái chip xích á, thì nó chỉ cho cell line ví dụ vậy đúng không? Đó hoặc là PDX model hoặc là organoid ví dụ vậy đó. Thì trong tất cả những chip xích á, thì cái mà làm cái ATAC xích á, thì nó yêu cầu ít nhất tới thời điểm này tôi biết á, là cái ATAC xích nó có thể là từ 500.000 cell hay là nó cũng được, nó ít hơn 10 lần luôn á so với chip xích á, thì nó vẫn được. Và bây giờ ở trong lab của tôi làm single cell ATAC xích được luôn. Có nghĩa là vừa làm single cell ATAC xích vừa làm cái single cell RNA xích cùng một lúc luôn, cả hai được cùng một lúc luôn. Thì cái này là nói để cho mọi người hình dung ra được là cái kỹ thuật này dùng để profile cái chỗ nào của mấy cái protein nó bind lên DNA đúng không? Nhưng mà nó cũng giới hạn cho những cái cell line, cho những cái cell line hoặc là những cái dòng nào mình có nhiều cell á mới được ha. Chứ không phải cái nào làm cũng được. FFP mình làm cũng được nếu mình có nhiều mẫu ha, nhưng mà nó sẽ không ra tín hiệu tốt đâu. Tôi đã làm thử nhiều cái ở trong đó tôi biết được ha. Rồi tiếp tục đi. Với Dạ, lại cái tôi cũng này thấy. mình còn phải làm thêm cái nữa là có cái background nữa, một lát cái input đó phải sequencing luôn cả cái input nữa. Một lát Thắng tôi nghĩ là sẽ nói tới phần đó ha. Tiếp tục đi. Dạ. Dạ, thì đầu tiên khi mà thiết kế thí nghiệm của mình thì mình sẽ tùy thuộc với thiết kế thí nghiệm của mình thì mình sẽ xác định cái workflow for bioinformatics analysis luôn. Thì giả sử như mà mình sẽ làm trên trang CRISPR thì mình sẽ follow một cái workflow khác trong cái peak calling. Còn giả sử như mình sử dụng các cái histone marker thì mình sẽ sử dụng một cái peak calling method khác, gọi là narrow với lại broad peak calling. Thì có một số cái đặc trưng của cái histone marker, giả sử như nó luôn luôn là cái active promoter, ví dụ như là H3K4 trimethylation hoặc là H3K9 acetylation. Một số cái marker luôn luôn là những cái tín hiệu repressor như là H3K9 trimethylation hoặc là H3K27 trimethylation. Thì ngoài ra mình có thể sử dụng một số cái transcription factor đặc trưng cho những cái histone marker này, giả sử như là polychrome complex chẳng hạn, thì nó là luôn luôn sẽ đi theo những cái tín hiệu của repressor của H3K27 trimethylation. Một số pioneer transcription factor giả sử như là OCT4, SOCT2 ở trong trong stem cell, hoặc là FOXC1 estrogen receptor ở trong breast cancer chẳng hạn, thì nó luôn luôn là những cái activator transcription factor. Về cái chuẩn bị thì mình sẽ có những cái bước bước thứ nhất là đầu tiên là mình chuẩn bị sample thì có thể là làm từ cell hoặc là có thể làm từ là cái tumor hoặc là tissue chẳng hạn. Thì cái số lượng cell number hoặc là cái số lượng mẫu thì tùy thuộc vào cái protein chẳng hạn. Giả sử như có một số transcription factor nó rất là ít khi biểu hiện thì mình cần phải tăng cái số lượng cell lên, hoặc là mình cần phải tăng cái số lượng của cái tissue lên. Giả sử như mình làm về estrogen receptor trên breast cancer chẳng hạn
thì cái số lượng mà estrogen receptor nó biểu hiện ở trong cái estrogen positive breast cancer thì nó rất là nhiều, nhưng mà một số cái protein nó đóng vai trò là tumor suppressor, nó không nó nó ảnh hưởng đến cái estrogen receptor biểu hiện chẳng hạn, thì nó lại biểu hiện rất là ít. Thì giả sử như cùng trên một cái breast cancer cell hoặc là breast tissue chẳng hạn, thì giả sử như làm cho estrogen receptor thì mình sẽ có thể giảm cái số lượng cell hoặc là cái tumor tissue xuống, nhưng mà làm một số cái tumor suppressor mà ảnh hưởng đến estrogen receptor biểu hiện chẳng hạn, thì mình cần phải tăng cái số lượng cell và tăng cái số lượng tumor lên. Sau đó thì bắt đầu mình sẽ cái cell hoặc là cái tissue thành những cái single cell, và sử dụng cái cỡ khoảng 4% của PFA để mình tạo cái crosslink của protein nó với lại cái DNA. Cái khoảng 4% PFA thì nó có thể tạo nó những cái protein nào đang binding với protein khác, hoặc là protein nào đang binding với lại cái DNA, thì nó sẽ tạo một cầu liên kết. Cũng giống như là có một số protein nó không có binding trực tiếp vào cái DNA, nhưng mà nó chỉ xuất hiện ở gần cái DNA chẳng hạn, thì cái PFA nó vẫn có thể tạo một cái cross, thì cái này thì nó sẽ làm gia tăng một chút xíu về cái fail positive ở ở cái protein đó sau khi mà làm chip seq hoặc là picolin. Sau khi mà tạo cross thì mình bắt đầu là tiến hành là loại trừ cái protein ở phía bên ngoài cytosol, sử dụng các cái repair buffer, sau đó thì sử dụng cái phần nucleus để đi vào cái tiến trình tiếp theo là mình sử dụng sonication để bắt đầu phá vỡ các cái phá cắt nhỏ các cái DNA sequence xuống tầm khoảng từ 200 cho đến 500 base pair để tạo cái sự dễ dàng cho cái quá trình sequencing và tách riêng các cái trình tự mà DNA hoặc là cái protein khác binding vào, nó không có đặc hiệu cho cái specific antibody mà mình quan tâm. Ở đây thì cái sau ok. Dạ không, em tưởng anh đi tiếp, em tính hỏi cái ô số 4 là gì anh. Ok. Tiếp theo là đến cái phần tạo cái immunoprecipitation, thì mình sẽ chia ra có rất là nhiều sample. Giả sử như một cái biological replicate ấy, thì mình sẽ chia ra khoảng 5 phần. Phần thứ nhất 5 phần hoặc là 4 phần tùy theo cái số lượng cell và cái số lượng mẫu mà bạn bạn đã chuẩn bị, và tùy theo cái specific antibody mà bạn quan tâm. Thì cái này thì cần phải optimal cho những cái specific antibody riêng. Thông thường thì người ta sẽ sử dụng cái phương pháp là không cần phải bỏ cái non-specific antibody, cái IgG này thì chỉ là một cái IgG tạo mốc cho IP thôi, nó không có binding trực tiếp vào một cái protein nào cả. Cũng có thể là không cần bỏ một cái IgG mốc IP nào vào trong cái mà DNA sonication để tạo ra một cái input DNA. Thì khoảng 3 cho đến 4 phần cái DNA sample còn lại thì mình sẽ add cái specific antibody. Ở trên specific antibody thì nó sẽ gắn các cái bit này thì giúp cho mình screen với lại thu được cái protein gắn với lại cái specific antibody trong cái quá trình mà mình sử dụng các cái cuộc hút nam châm ấy, để mình phân tách để loại trừ các cái đoạn DNA mà không có gắn đặc hiệu với lại antibody của mình. Sau đó thì bắt đầu mình tiến hành các cái quá trình tiếp theo như là reverse cái crosslink chẳng hạn, thì bắt đầu mình sẽ sử dụng các cái chemical reagent để mình có thể là loại trừ cái crosslink của PFA tạo giữa protein và cái DNA, để mình chỉ thu được cái DNA, còn cái specific antibody gắn với lại cái bit thì nó sẽ tiếp tục gắn ở trên cái cục nam châm trong quá trình
lựa trong quá trình sàng lọc những cái vùng DNA đích mà mình quan tâm. Tiếp theo thì mình sẽ bắt đầu đánh giá cái size của cái DNA solution mà mình thu được và tiến hành cái PCA để bắt đầu tăng cái số lượng mà tăng cái số lượng của DNA sequencing lên để giúp cho cái quá trình sequencing nó dễ dàng hơn ở cái bước tiếp theo. Sau đó thì mình có thể dùng cái tool của bioinformatics để mình remove cái duplicate này, cái PCR duplicate. Đây là dạ anh đây anh ấy. Ý là cái reverse cross-link đó là mình làm cho những cái mà nó binding không đúng nó rớt ra hả anh? Không phải, cái immunoprecipitation á thì nó sẽ binding đúng đúng không? Còn những cái mà không có binding hoặc là những cái mà binding mà yếu yếu thì nó đã bị rửa trôi ở trong quá trình rửa rồi. Còn cái reverse crosslink này là những cái specific antibody nó binding với lại cái DNA của mình. Thì mình trước đó thì mình có tạo một crosslink là sử dụng 4% của PFA ấy, thì sau đó mình sẽ dùng các cái hóa chất giả sử như là low concentration của SDS chẳng hạn thôi. Có một số cái reagent nó đặc hiệu cho cái quá trình này thì nó sẽ cắt cái crosslink này ra. Có nghĩa là cái protein nó sẽ tiếp tục gắn với lại specific antibody và cái bit đó thì tiếp tục binding ở trên cái magnetic bar, cái cục nam châm á. Dạ 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 em hiểu, giống như mình nắm cái tay mình vô gì mấy cái loại dao thì cái bước này nó sẽ cắt đúng không? Đúng rồi dạ 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 rồi rồi em cảm ơn anh. Dạ. Em ơi chị hỏi một tí xíu, với là cái kháng thể mà em dùng ở trong cái kết tủa miễn dịch này thì cái tính đặc hiệu nó có cần có đòi hỏi phải rất là cao không? Nó là đơn dạ, cái dòng hay đa dòng cái? Cái này là tùy thuộc chị ơi, giả sử như mà chị làm ở trên một cái protein chẳng hạn mà nó có rất là nhiều cái fail, gọi là fail positive binding gì đó, nó binding không đặc hiệu cho lắm thì nó vẫn có thể được chấp nhận, tại vì khi mà quá trình sequencing sau này thì mình sẽ có rất là nhiều cái phương pháp để mình loại trừ những cái mà nó binding sai hoặc là những cái mà nó không binding tốt chẳng hạn. Cái quan trọng nhất của cái quá trình này là mình lựa chọn những cái specific antibody. Thông thường á thì theo như chị làm ở bên IP hoặc là histology thì đó gọi là nó tính đặc rất là cao luôn. Dạ, nó cũng ảnh hưởng như thế. Thì mình lựa chọn mà một số công ty giả sử như là Abcam chẳng hạn, Abcam, Abcam thì nó khá là tốt, đa phần khá là tốt. Còn một số cái như là Cruise chẳng hạn, hoặc là cái AP protein biotic chẳng hạn thì nó cái độ specific của nó sẽ thấp hơn. Đa phần là nó sẽ thấp hơn so với những cái của Abcam. Thế nên là cái giá của hai cái này nó chênh lệch rất là nhiều. Thì cái vấn đề này cũng tùy thuộc vào giáo sư hoặc là cái lab nào đó, hoặc là nhiều khi là nó tùy thuộc vào cái độ gọi là độ chịu chơi trong cái thiết kế thí nghiệm của mình anh chị. Yeah. Với cả chị hỏi một tí nữa là có thể là em nói rồi nhưng mà chắc lúc đấy chị không kịp nghe hoặc thế nào đấy. Tức là trong cái phản ứng miễn dịch này thì là mỗi một lần mà em chuẩn bị cái mẫu này là em chỉ chuẩn bị cho một cái transcript vector thôi hay là có thể nhiều cái một lúc? Nếu mà chị làm nhanh, chị làm thuần thục chị có thể chuẩn bị cho rất là nhiều cái cùng một lúc. Nhưng mà không, ý chị là bỏ antibody vào trong cùng một mẫu ấy, ý chị là như vậy ấy. Dạ không, nó hay sẽ là phải làm separate riêng ra chị. Dạ, dạ, phải separate ra chị. Tại vì mấy cái này nó binding thì nhiều khi là nó không đặc hiệu chẳng hạn. Hoặc là cái signal nó mình không thể đánh giá được, là giả sử như chị bỏ cái FOXA1 và estrogen receptor vào chung một chỗ thì nhiều khi tín hiệu nó bị lẫn lộn với nhau thì mình không thể tách biệt được cái tín hiệu đó. Nên là thông thường người ta sẽ chỉ làm đúng một cái thôi. Thì nó sẽ cho cái kết quả nó sẽ tốt hơn. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn chị. Tiếp theo mà sau khi mà mình đã có cái trình tự DNA
mà sau khi mình illusion từ cái từ cái bit và antibody, specific antibody ấy, thì bắt đầu mình sẽ tiến hành đánh giá cái quá trình thí nghiệm của mình, cái quá trình chuẩn bị của DNA sequence của mình có tốt hay không. Thì đầu tiên là mình có thể sử dụng điện di, dùng một lượng mẫu nhỏ và điện di thử, xem thử là cái library của mình nó sẽ nằm ở trong cái khoảng nào. Giả sử như là cái hình giả sử như ở trong cái trường hợp này thì mình đánh giá là cái sonication của mình khá là tốt đối với lại cái HeLa cell, nhưng mà cái K562 cell thì nó lại không tốt, tại vì cái DNA sequence length của mình nó sẽ nằm ở khoảng cỡ 3000 cho đến 5000 chẳng hạn, thì nó quá cao để cho cái quá trình mà giải trình tự có thể diễn ra một cách tốt, và nhiều khi là cái tín hiệu là nó bị lỗi rất là nhiều. Giả sử như protein thì nó chỉ thường gắn vào khoảng một cái khoảng DNA ngắn thôi, chứ nó không có binding lên một cái khoảng dài như thế. Mà khi mà mình làm như thế thì có thể tạo ra một cái những cái tín hiệu nhiễu rất là cao. Thế nên là cái quá trình sử dụng sonication thì mình cũng phải optimal cho từng loại cell và từng loại protein riêng biệt. Cái này thì tùy thuộc vào mỗi lab thì sẽ có một cái chiến lược riêng. Và sử dụng cái sonication machine riêng cho mỗi lab, và mỗi người sẽ tin tưởng một cái loại và một cái một cái thời gian nhất định riêng. Nhưng mà thông thường thì nó sẽ tầm khoảng là 30 giây sonication và 30 giây nghỉ, cho tổng cộng toàn bộ là 20 phút. Tiếp theo là mình sẽ bắt đầu đánh giá cái quá trình mà immunoprecipitation của mình có tốt hay không. Thì mình sẽ sử dụng cái đánh giá cái sequencing library bằng cách là qPCR lên, PCR lên, thì mình sẽ thử đánh giá được là cái chip input của mình nó có tốt hay không. Tiếp theo là mình có thể đánh giá thêm một cái nữa, sử dụng cái thông thường người ta sử dụng cái bước cuối cùng thôi, là sử dụng cái bioanalyzer QC ấy, để đánh giá. Thì khi cho chạy vào trong cái mẫu thì mình sẽ phát hiện được là cái mẫu nào nó sẽ có cái length sequence tốt. Giả sử như ở đây cái trình tự B này nó sẽ nằm ở một cái tầm mức rất là đẹp, khoảng từ là khoảng 150 cho đến 300 base pair. Đây là một cái library rất là tốt. Tuy nhiên là không phải lúc nào nó cũng sẽ có những tín hiệu tốt như thế. Giả sử như cái hình ở một bên cạnh thì cái QC nó gần như là fail. Tuy là cái library nó khá là tốt nhưng mà nó xuất hiện những cái dimer và cái nồng độ của nó khá là thấp. Thì mình cũng phải xem lại là mình có nên tiếp tục sequencing hay không. Tại vì cái vấn đề này nó sẽ ảnh hưởng đến cái deep sequencing của mình. Chip 6 sequencing của mình ở phía sau khi mình phân tích. Cái kia là em down một số cái data từ trên bài báo, còn đây là cái data mà em làm thật. Thì em thấy là cái kia thì giống như gọi là người ta đã optimal được một cái quy trình khá là tốt. Nhưng mà giả sử khi mình bắt đầu thì thông thường mình sẽ gặp những cái lỗi sai khá là phổ biến. Giả sử như ở đây thì cái mẫu của em, cái mẫu 1, 2 thì nó gần như là fail. Tại vì em đánh giá là khoảng từ 300 trở lên thì cái sonication của mình là không tốt rồi. Cái mẫu 4 và mẫu 6 thì nó nằm ở mức này, nó khá là tốt. Tuy nhiên là cái DNA band của nó không có tốt và cái range của nó cũng khá là cao. Thì mình có thể nhìn vào đây, giả sử như cái này. Thì mình đánh giá cái này là gần như là fail, tại vì nó cái percent của nó chỉ tầm khoảng 24% thôi, trong khi là cái nồng độ của nó cũng không có quá cao. Còn tiếp theo là cái mẫu này. Mẫu này thì hai cái marker đầu tiên thì khá là rõ, thì cái nồng độ DNA cũng khá là cao, nhưng mà cái sonication của mình cũng không có đủ tốt, nhưng mà vẫn có thể sử dụng cho sequencing được. Tuy nhiên là khi mà sequencing thì những cái công ty sẽ lưu ý cái vấn đề là người ta sẽ cho chạy cái PCR reaction nó
tăng cái thời gian lên để cho có thể cover hết tất cả những cái DNA sequence này. Đó, sau khi đó thì mình có thể gửi mẫu đi sequencing, hoặc là mình có thể gửi nhờ công ty người ta phân tích cái trình tự đó của mình, là mình tag và tạo cái ChIP-seq library có tốt hay không. Một số cách khác thì mình có thể sử dụng những cái so từ cái public data, giả sử như là GEO hoặc là ENA hoặc là DCB. Ở trên này thì người ta có public sẵn những cái protocol của người ta khi chuẩn bị cái library và những cái điều kiện người ta nghiên cứu. Thì khi mà đọc một cái sequence từ cái public source chẳng hạn, thì mình sẽ bắt đầu đầu tiên là sẽ quan tâm đến cái specific antibody và cái điều kiện của nó là knockdown hay là không knockdown. Xong rồi thì tiếp theo là cái cell. Giả sử như mình làm trên stem cell thì nó có rất là nhiều cell, nó vẫn gọi là ES cell, giống như hôm trước thầy Lợi có chia sẻ về vấn đề này. Giả sử như, nhưng mà mình cần phải đọc kỹ cái raw protocol. Giả sử như ở đây là cái embryonic stem cell ở ngày 14 thì nó là cái MAP cell, malfibroblast stem cell á. Thì đây mình cần phải có một số kiến thức về cái biological experiment để đánh giá cái này. Xong rồi mình sẽ đọc thêm là người ta sử dụng cái môi trường gì và treat những cái gì chẳng hạn, thì có phù hợp với lại cái điều kiện nghiên cứu của mình hay không. Thì từ đó mình có thể là sử dụng những cái data đó hay là không, hay là mình tìm kiếm một cái data khác. Sau đó thì bắt đầu mình sẽ, giả sử như mình lựa chọn được những cái data đó khá là nice, rồi thì mình bắt đầu đọc xem là người ta sử dụng cái phương pháp nào để người ta sequencing, bằng cách là thứ nhất là sử dụng cái máy móc nào chẳng hạn, hoặc là sử dụng cái phương pháp nào, rồi là cái library của người ta là gì, và cái phương pháp là pair hay là single end thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái workflow bioinformatics của mình sau này. Sau đó thì mình mới tiến hành là down cái sequencing này về. Cái bioinformatics analysis thì mình có rất là nhiều cái workflow, nhưng mà ở đây em giới thiệu cho mọi người cái workflow của SBC Training. Thì người ta làm rõ hết tất cả những cái step sử dụng những cái tool nào thì là tốt nhất đối với họ, mà cái workflow người ta còn đang làm. Thì em xin phép giới thiệu một cái workflow bắt đầu từ cái FastQC cho đến cái preparation cho downstream analysis. Thì đầu tiên là mình cũng down về sau rồi xuống FastQC để quality control cái FastQ data của mình có cần phải trim hay không, rồi có cần phải là đánh giá lại hay không, rồi có cần phải remove cái adapter chẳng hạn. Thì những cái đó là mình sẽ thao tác sử dụng cái những cái bash script từ Linux. Rồi sau đó alignment, thì DNA alignment thì thông thường người ta sẽ sử dụng Bowtie 2. Bowtie 2 là một tool khá là tốt và khá là nhẹ. Ngoài ra có thể là BMWA chẳng hạn, thì cũng có những cái một số người thì sẽ thích sử dụng cái này, một số người thì sẽ thích sử dụng những cái kia. Sau đó là mình sẽ tiến hành tùy một số người có thể là không filter, một số người cũng có thể là filter trước, xong rồi thì lưu lại cả cái data filter và non filter. Thì ở đây thì em sẽ sử dụng cái Samba 3, một cái tool để filter BAM file. Ngoài ra mình có thể sử dụng một số cái tool khác, giống như là em đã liệt kê ở trong cái ChIP-seq file mà em đã gửi lên cho mọi người tham khảo. Cái pickling, ChIP-seq pickling thì thông thường người ta sử dụng MarkS2 để pickling. Hiện nay thì cũng có thể là người ta đã upgrade lên này MarkS3. Sau đó thì bắt đầu đánh giá cái data của mình calling như thế nào, và bắt đầu compare các cái biological replicate giữa các biological và biological với lại các cái group khác.
Em xin lỗi. Rồi tiếp theo là đến cái pickcalling. Pickcalling ở đây thì em giới thiệu cho mọi người ba cái tool chủ yếu. Thứ nhất là cái Copic. Copic thì là cái gần như là cái quan trọng nhất của Mac S2. Nó dùng để call những gọi ra những cái pick mà trong cái BAM file mình đã alignment. Trong cái Copic thì mình tốt nhất là mình sẽ predict cái sequence trước. Là cái sample library của mình sẽ cần phải predict là cái size của chip library nó sẽ nằm khoảng tầm nào thì nó giúp cho quá trình alignment nó sẽ tốt hơn và copic nó sẽ tốt hơn. Một cái tool khác nếu như mà mình không muốn sử dụng các cái tool để đánh giá giữa các group hoặc là compare giữa group này và group kia thì mình có thể sử dụng là BDG differentiation để tìm ra các cái differential pick giữa các cái group một cách nhanh chóng và tiến hành lên giống như kiểu là mình sử dụng cái công cụ này để mình đánh giá là cái thí nghiệm của mình làm theo hướng này nó tốt hay không. Mình không cần phải phân tích và đánh giá toàn bộ cái quá trình data của mình, đánh giá toàn bộ cái data của mình. Thì em xin lỗi, cái máy của em hình như nó đang bị đơ một xíu nữa, khi mà loát cái này nó không có được tốt lắm. Dạ, giống như ở đây thì em có liệt kê cái workflow của em follow theo cái SBC training ấy. Thì nếu như anh chị nào mà có cái máy sử dụng Ubuntu ấy, thì với cái tầm khoảng 16GB RAM trở lên, tốt nhất là khoảng 32GB RAM và cái khoảng 4 cho đến 8 core là có thể chạy được cái flow này rồi, thì có thể follow theo này và thử giải thử analysis một cái data nào đó mà các anh chị quan tâm. Thì theo của cái flow này có một số cái em recommend là không nên chạy, tại vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái có thể là shut down cái máy của anh chị. Giả sử như là tạo cái reference chẳng hạn, thì anh chị có thể lên trên Google, anh chị gõ và down cái index về, nó rất là nhanh, rất là dễ và nó không tốn cái thời gian để mình tạo cái reference. Đầu tiên thì mình sẽ change cái directory working directory của mình ở trong một cái folder nào đó và tạo các cái folder mà mình quan tâm. Sau đó thì sử dụng các cái tool để mình download sequence và đánh giá FastQC. Tiếp theo thì mình sử dụng Multi-Tool để mà alignment và cái data của mình là data single end, nên là khi mà mình fast dump mình sẽ không sử dụng cái split file, và khi alignment thì mình sẽ sử dụng là cái trừ u đối với cái data của mình thôi, chứ không phải là trừ 1, trừ 2 nếu như là ở trên pair end data. Sau đó thì mình sử dụng sam tool view để tạo ra cái bam file từ cái sam file mà Botetu alignment tạo ra, để giảm cái dung lượng lưu trữ. Sau đó thì sử dụng Sambaba để sort và align và remove các cái sequence mà nó không có giá trị hoặc là nó không có mapping vào cái reference genome, hoặc là nó duplicate cái PCR duplicate thì nó cũng remove hết luôn. Các anh chị có thể sử dụng cái này để remove, hoặc là sau này các anh chị sử dụng Mac S2. Trong khi Copic thì các anh chị cũng có thể là ignore cái duplicate và các cái unmap được. Thì đầu tiên khi mà tiến hành cái Copic thì mình cần phải đánh giá, tốt nhất là mình sẽ tạo một cái đánh giá cái library sequence của nó, cái size của nó là tầm khoảng bao nhiêu, sử dụng cái Mac S2 predict.
Sau đó thì mình có thể xem cái, giả sử như ở đây em có cái alignment và cái calling này rồi thì em sẽ xem cái data của nó thì nó sẽ predict cho mình là cái fragment length của mình là tầm khoảng 287 base pair. Thì giả sử như khi mà mình biết rồi thì mình có thể sử dụng, chỉ cần hiện lên 5 cái dòng cuối cho mình xem thôi thì mình sẽ xem được là predict length. Sau đó là mình bắt đầu thay cái size ở trong cái dự đoán cái size của alignment và calling pick để cho một cái kết quả nó calling ra những cái kết quả pick nó chính xác hơn. Tại vì cái duplicate em đã remove sử dụng Sambamba rồi nên là ở đây em sẽ sử dụng keep đập là keep duplicate là sử dụng giữ lại hết toàn bộ những cái duplicate mà nó file. Còn nếu như các anh chị mà không remove ở trên này thì có thể sử dụng là keep đập là bằng 1 thì nó sẽ tự động remove hết tất cả những duplicate mà các anh chị nghĩ là nó không có quan trọng. Thì ở đây cái một số cái quan trọng, thứ nhất là genome size rồi cái name, và mình cần phải tạo ra một cái BAM file, và nếu có thể thì mình tạo ra cái best graph file sử dụng cái option là -b. Sau đó thì mình có thể xem được là khi mình call pick ra thì nó sẽ có những cái gì. Call pick ra thì mình sẽ có những cái file sau. Thứ nhất là control lambda best graph file. Rồi là sẽ có những log file để ghi lại quá trình mà nó, những cái dòng lệnh của mình và những cái mà information của cái call pick. Nó cũng show cho mình cái narrow pick file, rồi những cái XLS file hoặc là những cái bad file submit, thì những cái này thì tùy thuộc vào mỗi người sẽ sử dụng. Giả sử như mà hiện tại thì em đang sử dụng cái narrow pick, nhưng mà cũng có thể sử dụng submit bad để cho cái downstream analysis nó không có vấn đề gì cả, chỉ là thay đổi cái lưu trữ và cái file lưu trữ và định dạng file thôi. Nó phụ thuộc vào cái workflow của mỗi người downstream analysis thì sẽ sử dụng những cái file riêng. Ở đây thì quay lại. Ở đây thì cái pick calling với lại mark S2 thì mình sẽ show ra tầm khoảng là 6 dạng file. Pick narrow với lại là cái định dạng best 6+4. Rồi pick cái Excel file, rồi submit best, cái dạng best file. Cái này thì tùy mình, option của mình có thể tạo ra hay không. Rồi control lambda là khi mình call pick thì mình sẽ, tại vì khi mình call pick thì là mình sẽ call cái treatment của mình so với lại cái control là cái input thì khi mà call như thế thì mình sẽ đánh giá được là ở trong cái control lambda thì nó chỉ là đa phần gần như 100% là input file, input BAM file thôi. Còn cái treat file up là cái data generate từ cái treatment sample là cái chipseq specific antibody của mình ấy. Thì dựa vào cái data này thì mình có thể làm rất là nhiều việc. Giả sử như là cái copic chẳng hạn thì mình có thể sử dụng, nếu như mà mình sử dụng BGG deep thì mình có thể tạo ra những cái best file để phục vụ cho analysis rất là nhanh chóng, là ở giữa hai cái data, chẳng hạn như là ở đây là em có cái data giữa embryonic stem cell là embryonic day 3.5 với lại MAP cell là embryonic day 14, thì khi mà nó compare giữa hai cái này thì nó show ra những cái pick nào nó ảnh hưởng đến cái nó different giữa hai cái này. Thì mình chỉ quan tâm những cái ở đây thì em đã call hết tất cả những cái này ra rồi, thì em sẽ show lên
ở đây để cho các anh chị có thể xem thử ở trong cái file này nó sẽ gồm những cái gì. Ôi, cái này nó hơi nhiều, em quên hit nữa. Đây, giả sử cái best file thì nó chỉ có định dạng là cái chromosome nào với lại cái sub và n, thì nó chỉ đơn giản vậy thôi. Thì nó sẽ khi mà annotation thì nó sẽ co ra là cái trình tự này thì nó sẽ tương ứng với lại cái gen nào và nó sẽ nằm ở cái vùng nào, promoter chẳng hạn, exon chẳng hạn, intron chẳng hạn, hoặc là một cái vùng nào đó. Thì tùy thuộc vào cái này thì mình bắt đầu cái vị trí này là cái vị trí mà cái protein của mình binding vào. Khi mà cô cái pick này ra thì giống như em nói ban đầu á, thì nó sẽ có những cái vấn đề, giả sử như là giữa các cái replicate á, nó sẽ không có trùng khớp 100%. Giả sử như ở đây cái trường hợp này gọi là cái replicate nó chỉ tương ứng khoảng là 60% thôi, thì khi mà mình làm chỉ có một replicate thì biological replicate á, thì nó sẽ gọi hết toàn bộ cái này và nó phân tích thì nó sẽ tạo ra những cái fail positive. Nhưng mà khi mình sử dụng nhiều cái biological replicate á, giả sử trường hợp này là 2, nhưng mà một số journal thì nó sẽ yêu cầu là bạn cần phải tạo ra ít nhất là 3. Thì đó, thì tùy thuộc vào cái design experiment của mình thì mình sẽ làm khoảng bao nhiêu replicate. Trường hợp này thì 2 thì người ta nhận thấy là tầm khoảng 60%, người ta sử dụng 60% pick này để cho cái downstream analysis. Như các anh chị ở đây thấy thì cái giả sử như cái replicate 1 và replicate 2 ấy, thì có một số cái unique của cái A và cái B ấy, nó khác nhau. Thì khi mà mình merge lại, nếu như mà mình không có một cái chiến lược merge và loại trừ những cái unique này thì nó có thể tạo ra những cái kết quả phân tích của mình sai. Thì có rất là nhiều cái tool có thể giúp mình là làm cái này, giả sử như là best tool hoặc là cái EDR sử dụng để cái handling cái biological replicate của mình. Thì ở đây theo như cái workflow mà suggest bởi em quên mất cái tội sử dụng cái ADR này để cho cái workflow của mình nó tìm ra những cái reproducibility giữa các cái DNA sequencing. Thì nó khi mà mình tăng cái IDR lên tầm khoảng 0.2 hoặc 0.4 chẳng hạn, thì cái data của mình là sẽ tăng cái độ tin cậy lên. Còn nếu như mà mình giảm cái IDR value chẳng hạn, thì cái giá trị của mình nó sẽ là có nhiều cái differential unique mà nó không thỏa mãn cái compare giữa cái replicate 1 và replicate chẳng hạn, replicate 2 chẳng hạn. Thì giả sử ở đây mình có thể thấy cái đường gạch nối này. Đường gạch nối này nó chỉ ra cái pick này nó gần như là không thỏa mãn. Nhưng mà nếu như mà mình hạ cái IDR value xuống chẳng hạn thì cái pick này nó lại thỏa mãn. Đó là tùy thuộc vào mỗi người sẽ có một cái chiến lược như thế nào để phân tích ở những bước tiếp theo. Thì thông thường cái IDR value thì người ta sẽ suggest khoảng tầm khoảng 0.05. Ở đây thì cái tính value mà tầm khoảng 0.05 thì cái giá trị pick ở column số 5 chẳng hạn thì nó sẽ tầm khoảng là 540. Đem sâu cho các anh chị xem cái data của cái IDR value. Thì nó có rất là nhiều column. Thì mình có thể xem là column 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. Cái value ở cái dòng số 5, cái giá trị của nó bao nhiêu chẳng hạn, thì mình sẽ
dùng org để mình tách hết tất cả những cái data. Mình sẽ sử dụng org để mình, đầu tiên là mình sẽ đánh giá xem có khoảng bao nhiêu cái value nó phù hợp với lại cái ir value của mình. Thì như ở đây nói người ta là tầm khoảng 1023 cái value, nhưng mà khi mà mình sẽ... khi mà mình calling pick xong thì mình có thể xem được là cái pick của mình nó sẽ tầm khoảng bao nhiêu. Cái IDRFC thì cái pick của mình là tầm khoảng, khi mà mình handling cái data của mình, khi mà mở lại thì sẽ có khoảng 5705 pick. Nhưng mà pick giữa replicate 1 và replicate 2, nhưng mà khi mà mình đánh giá cái error value ấy, thì mình sẽ chỉ có tầm khoảng 1000, hơn 1000 pick. Thì cái số lượng pick của mình nó sẽ giảm xuống, và cái số lượng significant gene mà cái protein đó binding nó sẽ tăng cao cái độ tin tưởng hơn. Tất nhiên là mình vẫn có thể sử dụng toàn bộ cái data này để sử dụng cho phân tích, nhưng mà nó cũng sẽ bao gồm tất cả những cái data mà nó thực sự là significant và những cái data nó gần như là không có giá trị gì thống kê khi mà compare giữa hai cái replicate. Nên là tùy thuộc mỗi người sẽ có một chiến lược riêng và đánh giá cái workflow, thì mình sẽ biết được là cái này nó sẽ đạt cái độ tin tưởng khoảng tầm khoảng bao nhiêu phần trăm chẳng hạn. Thì sau đó thì mình bắt đầu tạo ra các cái batch file sử dụng là org để print những cái data mà nó thực sự là significant với cái giá trị error value là trên 0.05. Sau đó thì sử dụng cái batch file này cho cái downstream analysis. Cái này mình có thể tạo thành batch file hoặc là txt file gì đó chẳng hạn. Mình sử dụng cái file này cho cái pathway analysis chẳng hạn, hoặc là annotation analysis ở downstream chipseq analysis. Thì cái phần đó thì một lát nữa trong cái bài tập số 2 thì sẽ có một anh chị nào đó sẽ giúp cho thầy giải quyết cái downstream analysis. Nên là ở đây em sẽ giới thiệu thêm một cái visualization, là mình có thể từ những cái pick calling data và từ cái BAM file data thì mình có thể tạo ra những cái visualization. Ở đây em sử dụng Deep Tool Analysis, một cái package khá là hay và tạo ra những cái plot, những cái heat map và những cái hình rất là đẹp. Khi mà các anh chị mà đọc chipseq mà có những hình rất là đẹp ở trên Nature hoặc Cell chẳng hạn, thì đa phần là nó sẽ sử dụng Deep Tool để cho generate ra những cái hình cực kỳ đẹp luôn. Thì ở đây một cái BAM file thì cái size của nó rất là lớn. Giả sử như cái BAM file ở đây nó sẽ tầm khoảng là 200 mấy MB chẳng hạn, hoặc là có thể lên đến mấy GB tùy theo cái protein mà các anh chị quan tâm. Mà khi tạo ra cái DNA library nó lớn thì cái BAM file nó sẽ rất là lớn. Nhưng mà khi mà mình không muốn sử dụng cái BAM file để mình visualize ở trên IGV chẳng hạn, tại vì nó sẽ tốn rất là nhiều cái dung lượng bộ nhớ của mình, thì mình có thể sử dụng cái Bigquick file. Bigquick file là một cái định dạng khác để mình có thể dễ dàng visualize hơn, và cái size của nó cũng sẽ nhẹ hơn. Giả sử như ở đây em sử dụng BAM compare hoặc là BAM coverage để tạo ra các cái Bigquick file nó nhẹ hơn. Thì như chúng ta thấy ở đây, cái file của nó sẽ tầm khoảng 30 MB, 40 MB so với cái file gốc của mình khoảng 400 MB chẳng hạn, thì nó nhẹ hơn rất là nhiều lần.
thì sau đó mình có mình load lên và mình có thể visualize dễ dàng và tạo ra các cái snap fixture như là ở trên những cái gen, cái protein đó binding vào những cái gen mà mình quan tâm. Rồi thì cái đánh giá này có significant hay không thì mình sẽ compare giữa các cái treatment và treatment và cái control. Ở đây có hai cách. Cách thứ nhất là mình sẽ generate cái big quick file, hoặc là mình có thể sử dụng một cái tool của IGV, là IGV tool, và mình sẽ chọn cái TDF. Sau đó thì mình sẽ sử dụng cái TDF file, bed graph file này để generate ra một cái TDF file. Thì cái quá trình này thì mình sẽ sử dụng cái default tất cả những thông tin ở đây, và mình chọn run thì nó sẽ tạo ra một cái TDF file để cho mình dễ dàng generate. Thì cái này nó được cái là nó nhanh hơn, nhưng mà mình cái TDF file này thì nó sẽ không tiếp tục sử dụng cho những cái analysis sử dụng cái DevTool. Cái DevTool này nó có thể sử dụng để tạo ra các cái heat map, mà nếu như mà mình không sử dụng cái big quick file thì mình sẽ không thể generate ra được những cái data đó. Thế nên là khi mà mình sử dụng cái BAM coverage và big quick file để tạo ra cái big quick file thì mình sẽ tiếp tục sử dụng những cái data đó và đi vào downstream analysis, như là có thể tạo ra compare được cái significant binding size chẳng hạn, là cái chỗ này nó sẽ binding hay không, chỗ kia nó loss hoặc là increase cái protein binding size chẳng hạn. Em sẽ sử dụng cái giả sử nha, ở đây thì nó sẽ compare ra rất là những cái hình khá là đẹp. Giả sử là chẳng hạn như cái này là cái size, các anh chị chịu khó nhìn giúp em một xíu nhé, thì nó sẽ giảm cái ở đây ạ, H3K4 methylation, monomethylation ở cái vùng này thì nó tăng, thì cái H3K27 trimethylation thì nó lại giảm. Đó, thì chỗ này là gọi là chỗ decrease cái binding size của chipset data, rồi cái này thì nó sẽ tăng lên H3K27 trimethylation, nó sẽ giảm tăng cái tăng cái binding size ở đây ở trên những cái peak này, và sẽ giảm cái H3K4ME1 binding size histone mark ở trên cái vùng gen này. Ngoài ra thì sau đó thì mình có thể tạo ra được những cái data và những cái hình như là motif finding chẳng hạn, hoặc là những cái data như là sử dụng bed tool để tìm cái overlap binding size của cái transcription factor này hoặc là cái protein này đối với lại protein khác hoặc là transcription factor khác. Thì cái bài của em chỉ giới thiệu một xíu về cái khúc mà mình tạo cái library sequencing và cái bước đầu mình đánh giá cái quá trình mà bioinformatics analysis của mình. Không biết các anh chị có thêm câu hỏi gì có thể bổ sung và hỏi em sẽ, nếu em giải đáp được thì em sẽ giải đáp, còn nếu không em sẽ nhờ thầy Lợi ạ. Cảm ơn Thắng rất là nhiều. Một cái bài của người làm vừa làm thí nghiệm wet lab đúng không, vừa làm trên máy tính, thì có nhiều cái để hỏi với mọi người đó. Tận dụng cơ hội để hỏi ha, tại vì đây là Thắng vừa làm wet lab luôn đúng không đó, vừa làm máy tính nữa, bởi vậy là sẽ có rất nhiều kinh nghiệm bổ sung bổ trợ cho cả hai đúng không đó.
Dạ, cho em hỏi chỗ mà biological replicate ấy anh, tức là mình lấy mẫu cùng cùng một nhóm đó luôn, nhưng mà tại sao cái lần thứ hai nó mất anh? Là mình làm wet lab nó bị không tốt hay là sao anh? Cái này không phải là làm không tốt. Cái này tùy thuộc, thứ nhất là tùy thuộc vào cái thiết kế thí nghiệm của mình, là có rất là nhiều yếu tố để ảnh hưởng đến cái kết quả cuối cùng. Nhưng mà nếu như mà cái overlap mà nó dưới 50% á, thì mình cần phải xem lại cái protocol của mình nó có tốt hay không. Còn cái kết quả mà trên khoảng tầm 50% á, thì theo như giáo sư của mình đánh giá thì là có thể chấp nhận được, càng cao thì càng tốt, nhưng mà khoảng 60% là có thể sử dụng publication những cái high impact factor journal, tại vì và mình có thể tin tưởng vào cái protocol và cái tay nghề của mình là khá ổn. Dạ, anh cảm ơn. Cái vấn đề này nó phụ thuộc rất là nhiều. Giả sử như là mình lựa chọn cái antibody chẳng hạn, nó cũng sẽ gặp những vấn đề. Tại vì giả sử như nó mà binding nhiều chẳng hạn, sử dụng như là polyclonal hoặc là monoclonal, nó cũng sẽ có những khác biệt riêng rồi, chứ không cần phải nói là giữa các cái công ty khác nhau chẳng hạn. Thì tại vì mỗi công ty đều có những cái patent riêng để cho improve cái khả năng binding của protein của người ta, nên là cái vấn đề này nó cũng gọi là không không thể giải thích được nếu như bạn đang làm ở trong web, đang làm ở trong phòng thí nghiệm chẳng hạn. Nên là mình chỉ có một còn một cách là mình sẽ optimize cái protocol của mình thôi. Dạ, ý là cái chỗ mà A với B ấy anh, tức là mình lấy mẫu từ hai chỗ mình dùng cùng một cái protocol nhưng mà ra kết quả khác nhau đúng không Ừ, đúng rồi. anh? Thì cái đó là vấn đề là nằm ở protocol chứ không phải là vấn đề nằm ở mẫu hay là vấn đề tại mình. Không, vấn đề nó có mỗi cái factor nó sẽ đóng góp một cái ít sai sót ở trong cái này, chứ không bao giờ có một cái nào mà 100% overlap hết á, trừ khi là em giả mạo data thì nó mới là 100%, còn nếu không là không bao giờ có một cái quá trình nào mà có thể lặp lại hoàn toàn 100%. Thì nói chung là càng cao cái kia thì mình sẽ tin tưởng vào cái protocol của mình hơn. Giả sử như mà cái cell chẳng hạn, cell bạn nuôi khoảng 3 giờ so với bạn nuôi khoảng 4 giờ nó đã có khác biệt với nhau rồi, thì hai lần khác biệt nhau như thế thì nó rất là bình thường. Ở đây mình chỉ focus vào cái overlap, tại vì cái overlap đó là mình sẽ tin tưởng những cái pick đó là mình có thể tin tưởng được, tại vì nó xuất hiện ở cả hai replicate. Dạ, cảm ơn. Tôi nói thiệt, ở trong lab tôi làm Ok thôi. technical replicate luôn á, mà nó vẫn khác lắm. Có nghĩa là lấy cùng một cái clone luôn nha, lấy cùng một cái clone luôn đó, mà chạy ở hai lần sequencing khác nhau nó cũng khác. Vậy á. Bởi vậy là đôi khi là tụi tôi treat cái technical replicate thành biological replicate luôn. Tại vì chẳng hạn như ở trong cái cell la lan cáp với PIC, thì mình làm gì mà mình lấy được ở cái la lan cáp ở hai thời điểm khác nhau, đúng không? Người ta đã lấy cái mẫu la lan cáp đây cách đây mấy chục năm về trước rồi. Giống như HeLa cell gì đó năm 1953, ví dụ người ta lấy từ tới thời điểm đó, làm sao mình có được cái biological replicate của cái HeLa cell. Đúng không đó? Mà nó cũng khác nữa, technical, kể cả technical replicate nó cũng khác, có nghĩa là chỉ sequencing khác nhau thôi mà nó ở hai len khác nhau nó cũng khác. Vậy đó. Bởi vậy là nãy em nói là nếu mà mình thấy overlap cái peak của nó cỡ trên 50% là mình thấy cũng mừng nó vậy đó. Rồi với lại như là thí dụ như mấy cái tool đó, Mach 2 hay là Sixer, mấy cái tool đó nó dựa trên cái robability, nó dựa trên cái Poisson distribution đó, nó lấy cái seed random đó, phía trước đó. Đôi khi đó, những cái peak mà nó ở chạng vạng đó, những cái peak mà nó nhỏ đó, nó có khả năng con peak hay không con peak được á, thì khi mà người ta lấy random một cái điểm từ ban đầu á, nó cũng tạo ra kết quả khác nhau nữa, đặc biệt là những cái peak mà nó không đủ mạnh đó. Đó.
nó đang cái chỗ là người ta đang phân vân, không biết cái chỗ đó có nên config hay không, nó không có rõ, nó không có khác so với lại cái input nhiều á đó. Thì cái chỗ đó nó cũng tạo ra những cái peak mà không có replicate giữa hai cái sample được, do thuật toán nữa, đôi khi do thuật toán nữa, tại vì trong thuật toán người ta chọn ngẫu nhiên á, cái điểm xuất phát điểm á đó, bởi vì là nó cũng ảnh hưởng tới kết quả. Mình chạy cùng cái match tool luôn, cùng cái tool nó luôn, cùng cái data luôn, đôi khi nó có pick đó, đôi khi nó không có. Vậy á, tại thuật toán nó dựa trên cái sự ngẫu nhiên á, cái tính ngẫu nhiên của nó. Rồi Ồ, coi dạ. Ý là tức là cái tại vì cái chipset này nó vậy hay là sao đây? Giống như là có phải là cái tính chất của cái chipset này là lúc nào nó cũng vậy không thầy? đôi khi phụ thuộc vào cái transcend factor nữa, chẳng hạn như cái binding affinity của nó đó, những cái transcend factor có cái half-life của nó lâu hơn, nó binding vào chỗ đó, xong rồi nó stabilize chỗ đó. Còn có những transcend factor nó tới nó binding cái nó giải quyết công việc của nó cái nó đi, cái half-life của nó bị degrade đó. Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm em, nó phụ thuộc vào thời gian, nó phụ thuộc vào không gian, có khi nó bay vô những cái chỗ như là có những CG nhiều quá thì nó bị stuck ở trong chỗ đó. Đó là phụ thuộc vào không gian. Vô thời gian là có những cái phản ứng hóa học nó xảy ra nhanh. Đó, có những cái nó không phản ứng, nó xảy ra nhanh, nó xảy ra chậm. Đó vào thời gian, không gian. Rồi với lại cell cycle nữa. Đôi khi mình nãy mình nói là mình lấy 3 giờ đúng không? 4 giờ nó sang cell cycle khác rồi. Thì đôi khi cái cycle đó nó không cần những transcend factor đó, bởi vì nó ít hơn. Đúng không? Cái biological replicate em lấy hai chỗ khác nhau mà, có khi em lấy hai thời điểm khác nhau tí xíu nữa, đúng không? Đó, thì nó phụ thuộc vào nhiều chỗ, tùy theo mình làm thiết kế thí nghiệm cho mình muốn bắt cái gì, cái loại gì, được không em? Ở đây chỉ đưa cho ví dụ thôi, chứ không phải cái nào nó cũng vậy, được không em? Dạ, được rồi, dạ. Tại vì em Dạ, nghĩ dạ, em nghĩ nói là đi. Thông á, đang nói đến là những cái NGS sequencing khác. Thì thực tế là tất cả những cái NGS sequencing khác đều sẽ gặp những cái vấn đề tương tự, là sẽ không bao giờ bạn có thể lặp lại hoàn toàn được một cái trong 100% kết quả bạn đã tạo ra, chỉ là tương đối thôi, một cái con số tương đối nào đó thôi. Chipset thì có thể nó lâu, nó thấp hơn chẳng hạn, nhưng mà ANSYS chẳng hạn thì nó cũng ở một cái mức độ như là 80% là ok rồi đó, kiểu kiểu là như thế. Mình chỉ giới ví dụ là con số vậy thôi chứ không phải là. Hoặc là một số cái NGS sequencing mà nó ảnh hưởng và có thể converse giữa cái trạng thái này và trạng thái kia chẳng hạn, như là DNA methylation chẳng hạn, thì nó có thể là đảo chiều rất là nhanh, mình không thể biết được. Thì đó, những cái trường hợp đó là nó rất là khó để có thể lặp lại được hoàn toàn 100% cái kết quả, nhưng mà ở một cái mức độ tương đối nào thì mình có thể chấp nhận được cái kết quả là mình phải chấp nhận thôi. Dạ, em cảm ơn thầy, cảm ơn anh. Rồi, không có ai hỏi gì nữa, tôi tiếp tục ha. Mình đã đi 2 tiếng đồng hồ, cảm ơn Thắng rất là nhiều. Hả? Dạ, em cảm ơn thầy. Tôi nói lẹ lẹ chút xíu, bắt đầu mình làm bài tập ha.